Dạ, hôm nay bếp chai kỳ duyên của chúng ta sẽ là một món đơn giản nữa, làm xiên lên để chế biến món ăn chay nó đỡ ngán. Là hôm nay mình sẽ làm món thịt chay. Thì rất là nhiều cách làm, người ta cũng đưa lên video rất là nhiều, nhưng mà đây là cách mà mình tự sáng kiến ra. Nó rất là đơn giản và dễ làm. Thì ở đây ngày hôm nay mình sẽ có sườn non và đậu hũ tươi. Sườn non mình ngâm ra, mình bóp, mình vắt cho khô, bắt đầu mình xé ra. Mình xé sợi 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 ra, xé sợi ra hết. Đậu hũ thì mình cũng cắt miếng vừa vừa ngón tay dài như này. Rồi xong mình để lên chảo mình luộc. Đây. Hiện giờ là mình đang luộc sườn non và đậu hũ tươi. Hai món này mình đang luộc thì mình nêm nếm, mình nêm ở trong đây là mình chỉ nêm hạt nêm với một ít bột ngọt và tiêu thôi, mình không có để đường nha các bạn. Thì cái món thịt này sau khi mình luộc ở trong đây khoảng 10 phút, 15 phút với lửa vừa vừa nhỏ thôi, đừng có quá lớn. Thì chúng ta sẽ có một cái nồi thịt. Nó đơn giản như thế này. Và sau khi mà chúng ta nấu luộc khoảng 10 phút, 15 phút rồi thì chúng ta sẽ đổ ra, chúng ta dằn lại nha. Mình sẽ dằn lại. Tắt bếp nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái khăn, bồng đổ vào đây để mình dằn. Rồi. Mình dằn lên cho thịt nó dính lại nha, thịt và đậu hũ sườn non chay nó sẽ dính lại. Thì khi mình dằn nóng như thế này thì nó sẽ rất là dẻ. Mình sẽ dằn cho nó nóng, thật là nóng. Mình dằn còn nóng như vậy miếng đậu hũ của mình nó sẽ rất là dai nha mọi người. Đây là nước để mình dằn cho đậu hũ nó ra nước nha, cho nó dẻ lại. Mình dằn có thể là khoảng nửa tiếng cho nó thật sự nó ráo nước. Mình có thể mình xả thêm nước vô cho nó nặng thêm. Sau khi mình dằn cho nó ráo nước, nó dẻ rồi, hết dần xong rồi mình lấy ra rồi mình sẽ chiên lại nha. Làm cho cái chả cái thau nó vững. Mình chuẩn bị chế biến sườn non với muối chiên. Làm nhiều như thế này, chiên là một lần như vậy thì mình sẽ để vô keo mình ăn. Một tuần, hai tuần. Nếu nhiều quá ăn lâu thì nó sẽ bị hôi dầu. Cho nên mình làm ăn khoảng chừng vài tuần, hai ba tuần trở lại thôi. Mình làm khoảng 200 cà ram. Thì mình sẽ ăn trong vòng khoảng 2 tuần thôi hoặc 3 tuần. Nếu ăn thường xuyên thì 2 tuần sẽ hết. Nếu ăn không thường xuyên thì kéo dài được 3 tuần. Không phải là ăn thường xuyên hoài nó sẽ ngán, mình đổi món khác nữa. Là mỗi
Mỗi ngày mình có thể thay thế món ăn khác rồi. Thỉnh thoảng bữa nào mình lười không làm thì mình sẽ lấy cái này ra mình ăn. Khỏi làm gì cả. Và đây là cái khâu mà mình đã làm, chế biến xong, mình đã dằn cho nó khô. Khi người ta làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ có khuôn, nhưng mà ở đây mình không có khuôn, mình không có chuyên nghiệp gì hết. Chỉ làm đơn giản những cái gì mình có trong gia đình mình sử dụng thôi. Vậy mà nó cũng được, nhưng mà nó không có khả quan bằng đồ của người ta làm chuyên nghiệp như mọi người. Rồi, đây cũng là miếng thịt mà mình đã chế biến nãy giờ. Thì khi làm xong rồi chúng ta sẽ chiên nha. Mình sẽ chiên lên. Mình chiên cho miếng thịt nó được tức lại nha. Dầu lên nha. Chiên cũng không quan trọng là dầu nhiều đâu. Như vậy thì mình sẽ chiên sơ lại thôi. Mình chiên xương khi mình ăn á, thì nếu mình muốn thơ thì mình chiên hơi giòn một chút. Còn mình để nguyên như vậy mình ăn thịt chiên hay thịt khìa thì mình muốn khìa thì mình chỉ chiên vừa vàng tới thôi, đừng có quá vàng. Rồi, miếng thịt đơn giản của mình sẽ chiên xong. Mình thấy nó cũng hấp dẫn lắm, đúng không mọi người? Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành một miếng thịt chay đơn giản. Ở trong đây là thịt giống như có nạc ở trong đây, rất là ngon. Rồi mình chế biến lại nữa thì mình muốn khìa hay hoặc là mình muốn kho gì cũng được. Mình ăn tùy theo cái sở thích của mình muốn ăn sao đó. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một món ăn đơn giản, đồ chay nhưng mà rất là giàu dinh dưỡng. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người an lạc, khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ mình chúng ta muốn ăn cho nó giòn hơn, mình sẽ chiên cho nó giòn hơn. Rồi khi mình chiên giòn lên như vậy thì mình ăn với cơm hay hoặc là mình đem đi kho lại cũng được. Mình kho với nước dừa với nấm rơm. Thì cũng là một món ăn rất là hấp dẫn. Và nhất là khi mình kho thì mình nên chiên hơi vàng một chút nha. Khi nó vàng lên mình kho thì nó sẽ không bị rã. Nó không
có bị rã cái miếng thịt của mình. Ở đây mình không có chuyên nghiệp cho nên mình không có cái đồ để mình dằn cho nó dẻ nha các bạn. Nhưng mà khi người ta làm chuyên nghiệp, người ta có cái khuôn, người ta có đồ, người ta dằn. Cho nên cái miếng thịt của ta của người ta nó dẻ hơn của mình. Vì vậy mà mình không chuyên nghiệp đó thì cũng tạm thời là nó cũng ăn được, cũng ngon. Nhưng mà mình hướng dẫn quan trọng là cái cách mình chế biến. Nhưng mà khi mà mình có đầy đủ những cái nguyên vật liệu thì mình dặn cho nó thật là dẻ thì miếng thịt nó rất là ngon, rất là tuyệt vời. Ôi, miếng thịt của mình hấp dẫn lắm. Nên là mà mình ăn liền cũng ngon nữa nè. Mình muốn kho lại cũng hấp dẫn, cũng ngon luôn.